Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ quay lại về phần mềm SolidWorks 2016 để hướng dẫn các bạn những cái các lệnh, một số lệnh còn lại trong cái trình hướng dẫn và thiết kế trên cái phần mềm SolidWorks. Thì ở đây mình đang hướng dẫn trên SolidWorks 2016. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mới. Thì còn những các bạn cũ thì những cái này chắc các bạn sẽ biết rồi, nên các bạn vui lòng nếu được các bạn nhớ like, subscribe giúp mình. Còn mình hướng dẫn cho các bạn mới vào với tập thiết kế trên phần mềm SolidWorks. Ở đây mình đang làm bên cái phần menu filter. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mặt phẳng và cách tạo một mặt phẳng và chèn một cái trục nào đó để các bạn có thể vẽ ở những cái vị trí khác nhau trong môi trường SolidWorks. Ở đây mình sẽ vẽ một cái phần tấm này chẳng hạn. Đây mình sẽ ít trục nó lên. Mình sẽ có một khối này. Bây giờ mình muốn tạo một mặt phẳng, cách mặt phẳng này với một đoạn cho trước hoặc là một cái góc nào đó so với cái mặt mình chọn ở đây. Thì các bạn nhấn vào cái mặt này, các bạn vào trên cái thanh tát này, các bạn nhấn vào Insert và chọn Reference Geometry này. Hoặc là các bạn đây có, các bạn đã lôi cái công cụ nó ra thì các bạn sẽ nhìn ở phía đây. Bạn nhấn vào Plane là mặt phẳng. Thì ở đây có các tùy chọn, là cái mục đầu tiên là Parallel, con này là song song với cái mặt đã chọn, cái này là vuông góc với mặt đã chọn, cái này là tiếp xúc với cái mặt đã chọn, cái này là phần góc độ các bạn có thể điều chỉnh góc độ tùy các bạn. Còn bên này là cái phần khoảng cách so với mặt phẳng, so với cái mặt phay mà các bạn đã chọn. Thì ở đây các bạn có thể điền số khoảng cách này là 13 hay 136 chẳng hạn. Thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái mặt phẳng ở bên này. Đương nhiên các bạn cũng có thể tạo mặt bên này bằng cách nhấn vào đây và Insert giống như lúc nãy mình. Các bạn có thể tạo một mặt phẳng hoặc hai mặt phẳng với cái khoảng cách khác nhau. Đấy, ở đây là mình có một mặt phẳng, hai mặt phẳng. Tùy vào các bạn nhân vào số lượng bên này. Các bạn có thể quay đầu nó lại bằng cách nhấn vào Flip Offset. Không thì các bạn có thể để nguyên. Cái phần tiếp theo là các bạn có thể ẩn hiện cái phần mặt phẳng mà các bạn đã tạo ra bằng cách nhấn vào kích vào mặt phẳng và kích vào chuột phải, nhấn vào cái mặt cái con mắt này, các bạn nhấn vào 2 thì nó sẽ ẩn, mà các bạn muốn nhấn hiện nó hiện lên thì các bạn nhấn vào con mắt này là show. Con mắt gạch chéo nó đang 2, mà con mắt mà đang không có gạch chéo nó là show. Đấy. Đây mình sẽ ấn nó đi. Ở đây mình sẽ tạo một cái khối tròn ở phía trên cái mặt này để chuyển sang cái phần tạo trục. Để tạo một sketch trên cái mặt phẳng cho trước thì các bạn nhấn vào mặt phẳng và nhấn vào chuột phải, nhấn vào sketch. Thì các bạn muốn nó nhìn dễ tâm thì các bạn kích vào đây, nhấn vào Remote Tool. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái khối tròn lên chẳng hạn. Ở đây mình đang cho bạn. Bây giờ các bạn sẽ tạo cái trục.
Việc tạo trục này thì các bạn có thể thực hiện lệnh copy hoặc tạo các điểm xoay quanh cái trục này, là cái điểm để các bạn dùng để đối xứng xoay hoặc là tạo những cái chi tiết xung quanh cái trục của các bạn. Nói chung là cái trục thì các bạn sẽ là lấy điểm tựa để các bạn làm những cái thực hiện là cái lệnh ha. Khác nhau thì ở đây các bạn sẽ vào phần Defense Geometry này, các bạn nhấn vào Assist. Ở đâu cái mục đầu tiên là nó sẽ selection, là các bạn sẽ chọn cái mặt cần tạo trục. Cái thứ hai là online NG này, axis có nghĩa là một đường thẳng hoặc một cái cạnh nào đó, một cái đường thẳng dài kéo dài hoặc một cái cạnh trục nào đó. Các bạn sẽ ở đây mình sẽ chọn vào đây thì nó sẽ là cái đường online hoặc là cái cạnh. Thì các bạn nhấn vào tick vào đây thì nó sẽ có một cái trục này là hiện lên là axis 1. Rồi cái tiếp theo ở mục tiêu chọn là cái thứ hai là to plane, có nghĩa là giữa hai cái mặt phẳng. Ở đây mình muốn tạo cái mặt giữa mặt phẳng này với mặt phẳng này một cái trục nó nằm ở đây, thì các bạn nhân vào 1 và nhân vào 2 thì đương nhiên là cái trục số 2 nó sẽ nằm ở cái cạnh giao nhau giữa hai mặt phẳng này, và ở bên này nó sẽ hiển thị lên cái phần tùy chọn là tu plane. Ở đây thì các bạn đã có axis số 2, axis 1 và axis 2. Phần tiếp theo là cái phần tu pour in vertex, có nghĩa là tạo trục với hai điểm hoặc là một cái vector nào đấy. Đây mình sẽ chọn một điểm này và một điểm này, thế là tạo thành một vector đường thẳng các bạn. Thì nó sẽ là hai điểm. Cái này sẽ là axis 3. Còn cái mục thứ tư là cái phần cycle conical plane, có nghĩa là cái phần khối trụ tạo trục trong cái khối trụ. Đây mình ví dụ cái này, mình lúc nãy mình có cái tạo một cái khối trụ là như thế này để cái mình làm cái phần tạo trục trong cái khối trụ. Nó có cái vẻ hình cho các bạn ở phía bên này các bạn này. Thì các bạn khi mà các bạn nhấn vào đây thì rõ ràng nó sẽ một cái trục nó sẽ hiện lên ở đây, và cái tùy chọn này nó sẽ sáng lên. Và các bạn nhấn vào OK thì đương nhiên nó sẽ tạo cho bạn một cái trục ở chính giữa cái tâm của cái khối trụ đó. Tùy chọn số 5 ở phần tạo trục trong SolidWorks thì cái phần này là Pouring and Free Plane, có nghĩa là tạo trục từ một điểm và một cái mặt mặt phẳng hoặc là một cái mặt Free nào đấy. Thì ở đây các bạn cần có một cái điểm ở đây. Đây mình sẽ vẽ một điểm chẳng hạn. Đây là lệnh vẽ điểm, điểm những điểm bất kỳ cái chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ kích vào axis và mình sẽ nhấn vào tùy chọn point. Đấy, có nghĩa là một điểm với một mặt phẳng thì đương nhiên nó sẽ tạo một cái trục bên này. Giả sử các bạn nhấn vào mặt phẳng bên này chẳng hạn thì nó sẽ lên phía bên này. Đấy,
Vậy là 5 tùy chuẩn trong cái phần tạo trục, trong cái phần chèn một cái trục trong SolidWorks mình đã hướng dẫn cho các bạn xong rồi. Hôm nay thì mình xin dừng video ở đây. Hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn chèn cái một mặt phẳng hoặc là cái phần chèn vào trục axit trong cái phần mềm SolidWorks. Nếu thấy hay và vui, chúc bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.